các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Xin chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Kính chúc anh em xem kênh mình vui vẻ và thật nhiều sức khỏe anh em nha. Thì để tiếp tục cho chuỗi các video tư vấn lọc hồ coi các anh em à, là nhằm chia sẻ đến các anh em các vấn đề xoay quanh câu chuyện là nuôi cá coi. Ví dụ như là xây mới hồ coi nè, cải tạo nè, sửa chữa nè, và chống thấm hồ cá coi luôn. Thì trong quá trình á, mà các anh em nuôi coi á, có một số anh em bị tình trạng là cá coi bị bệnh anh em à. Thì đó, thì mình cũng sẽ đồng hành luôn cùng một số anh em là trong câu chuyện là chữa bệnh cho các em coi mau khỏe lại. Thì cả một cái diễn tiến như thế anh em à, thì mình sẽ quay lại hết các video và sau chuỗi lại để làm thành những cái video trên YouTube đó, và chia sẻ đến các anh em. Nếu mà anh em gặp tình trạng thực tế thì anh em cũng có thể là tham khảo và áp dụng thực tế được anh em nha. Còn bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, thì anh em mình cùng bắt tay vào cho video ngày hôm nay anh em nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em mẫu hồ cá coi của nhà anh Vương ở tại thôn Văn Thái, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Như trên màn hình của anh em á, là toàn cảnh mẫu hồ cá coi của nhà anh Vương đã đi vào hoàn thiện và hoạt động sau khoảng thời gian là 3 tháng. Hai anh em mình cùng đồng hành với nhau từ cái khâu là đào hồ tới là lên phương án hệ thống lọc, đến các khâu xử lý nước để thả cá. Thì hai anh em mình luôn đồng hành với nhau để sao cho cái sản phẩm hồ cuối cùng nó tốt nhất. Thì trong video hôm nay mình sẽ đi một cách chi tiết nhất từ cái khâu là đào hồ tới khâu đi đường ống, khâu là xử lý nước để thả cá trên cái kênh quang mẫu hồ cá coi của nhà anh Vương, để mình sau chuỗi là hết thành một chuỗi sự kiện sao cho nó thống nhất lại với nhau, để anh em có thể tham khảo qua một cái mẫu hồ cá coi ở tại tỉnh Hòa Bình. Hiện tại như trên khung hình của anh em á, là mẫu hồ cá coi của nhà anh Vương đang bắt đầu vào ở công đoạn đầu tiên, đó chính là bố trí đi hệ thống ống lọc để đổ bê tông đáy. Thì sau đây là một đoạn video ghi lại về hiện trường của mặt bằng, anh em cùng xem qua nha. Anh nhìn đây nha, còn cái bể diện tích của em là nó trong cái chỗ cát này này. Em ngày trước là nó tường ra đây, nhưng bây giờ em cắt đến đây, em làm thẳng, còn nó thẳng sang đây này. Đấy, mà đường trước thì em lắp kính, cái đường trước em lắp kính rồi. Và cái tường bên trong thì em lúc em lát gạch cái thứ em đang lắp ống, em chưa biết lắp kiểu gì, ống thì ống bé. Đây đang chỗ này là đang mình làm ngăn chứa đây, xây ba ngăn chứa đây. Để chú kẻ cho anh em một xây một phát bên này. Đang đường ống của em đi dưới, nhưng mà em chưa biết mua cái ống kiểu như nào. Đây, cái khuôn viên này, cái bàn nước ở đây thì em đang muốn lắp cái kính trước mặt đây, ở ngồi nước có thể xem cá cái thứ được luôn. Anh xem như nào giúp em. Vừa rồi là video ghi lại về hiện trạng mặt bằng của mẫu hồ cá coi nhà anh Vương. Thì sau đó hai anh em mình có ngồi lại với nhau cùng lên cái phương án về kích thước, hình dáng cũng như là bố cục của hồ, để từ đó mình căn cứ lên được bố cục của hệ đường ống cho mẫu hồ cá coi của nhà anh Vương, để đảm bảo được yếu tố là hồ hoạt động chuẩn, cá khỏe, nước trong.
Và sau khi hai anh em mình thống nhất được ý kiến với nhau thì mình cũng lên được một file hình ảnh về bố cục đường ống trong mô hồ cá coi của nhà anh Vương anh em à. Thì đây, ở trên màn hình của anh em á, là toàn cảnh về file hình ảnh bố cục mô hồ cá coi nhà anh Vương. Bây giờ mình sẽ trình bày qua một lượt để anh em tiện tham khảo. Đầu tiên, về phần hồ chính á, chiều dài là 2m3 và chiều rộng á, là 2m. Còn về phần hầm lọc, các kích thước chiều rộng á, là 1m và chiều dài á, là 2m. Đây, mình đã giấu luôn vào hình để anh em tiện theo dõi. Về bố cục đường ống của mẫu hồ cá coi nhà anh Vương á, thì có bố cục như sau. Bao gồm có hai ống hút đáy phi 90. Đây, một ống hút đáy và hai ống hút đáy. Rồi tiếp tục có hai ống hút mặt phi 60, một ống hút mặt và hai ống hút mặt. Thì tất cả bốn đường ống này sẽ tập kết hết về bên ngăn lắng. Ngăn lắng này là sẽ tiến hành là bố trí đặt chổi và đèn UV, và sang ngăn thứ hai là ngăn G-Max, ngăn thứ ba là ngăn bơm. Hồ của anh Vương anh em à, thì sẽ bố trí đặt một con máy bơm thôi. Con máy bơm này sẽ phối hợp cả câu chuyện là cho thổi luồng và cho bơm lên thác luôn, và sẽ chạy bằng cây ống là phi 42. Còn về độ sâu của hồ á, thì dự kiến là hồ sẽ làm sâu 1m. Thì sau khi mà anh em mình thống nhất được về vấn đề phương án của đường ống thì hai anh em mình triển khai tới bước tiếp theo, đó chính là cho đổ bê tông đáy luôn. Thì về câu chuyện mà đổ bê tông đáy này, ở đây mình cũng sẽ chia sẻ với anh em một tí. Một số anh em á là căn cứ theo nền nhà của mình mà đổ lớp bê tông đáy rất là mỏng anh em à. Có anh em chỉ đổ tầm khoảng 5cm tới 10cm thôi. Thì thật sự á, nếu mà cái tải trọng nước trong hồ cá coi á mà nó đè lên trên nền đáy này của anh em á, thì rất dễ dẫn tới tình trạng là nền đáy của anh em bị nứt. Và khi nó bị nứt rồi á thì đi chỉnh sửa lại rất là khó. Nên trong trường hợp đối với những hồ cá coi nổi thì anh em hãy lưu ý là cố gắng đan sắt 10, đan 15, rồi sau đó là đổ bê tông dày tầm khoảng 20 là đẹp. Như vậy cái nền đáy của anh em nó sẽ chuẩn, tránh cái tình trạng là bị nứt và bị thấm về sau. Thì sau khi mà cái nền đáy nó ổn định rồi anh em à, thì tiến hành tới bước tiếp theo là cho xây tường gạch. Thì ở đây mình và anh Vương cũng bố trí là xây tường gạch thể đặc dày 200, tức là hai lớp gạch, để đảm bảo được vấn đề kết cấu của hồ nó được tốt nhất. Sau đây là phần hình ảnh mà phần tường hồ cá coi đã xây tô trát hoàn thiện xong. Anh em ơi, xem kênh mình thấy hay và hữu ích đó anh em nhớ cho mình xin một like, một subscribe nha. Mình cảm ơn anh em. Về mặt tường ngoài mẫu hồ cá coi của nhà anh Vương thì tiến hành là cho ốp kính anh em à. Nhân đây mình sẽ nói một tí về kỹ thuật ốp kính cho hồ cá coi để anh em có thể tham khảo qua. Thì khi mà anh em thi công xây lên cái tường cho hồ cá coi anh em, thì anh em nên chừa một cái khe rãnh dày khoảng là 5-10cm, để về sau á, thì anh em có thể tiến hành là dễ dàng lắp kính cường lực vào, thì nó sẽ ăn khớp được luôn với cái khe này. Rồi sau đó anh em sẽ sử dụng cái chất kích chính là keo silicon. Ở đây anh em có thể lựa chọn là silicon A500 hoặc là 600 để kết nối kính với tường hồ. Đặc biệt ở đây anh em lưu ý nha, anh em không nên dùng xi măng để kết nối kính với tường hồ, tại vì xi măng á, mà khi gặp kính á và kết nối lên tường hồ nó sẽ bị tách lớp liền, và ngay chỗ cái khe kẽ tách lớp đó anh em à, nó sẽ dẫn tới tình trạng là bị thấm về sau. Đây mình sẽ ví dụ luôn cho anh em, đây là một mẫu hồ của nhà anh khách bên mình đã sử dụng là xi măng để kết nối kính với tường thành hồ và dẫn tới tình trạng là bị thấm luôn anh em. Ngay chỗ cái khe kết nối đó nước nó sẽ rỉ qua và nó khe đó và nó đi thoát ra ngoài, như anh em thấy đó, nước nó thoát ra ngoài làm tạo thành những cái dũng nhỏ anh em. Nên anh em hãy hết sức lưu ý và khi thi công cho câu chuyện là ốp kính cường lực cho tường thành hồ của hồ cá coi. Sau khi mà lắp kính hoàn thiện xong anh em,
thì mình và anh Phương cũng bố trí là cho lắp vật tư lọc vào hồ luôn để tiến tới là công đoạn xử lý nước để chuẩn bị thả cá. Về cơ bản thì hồ cá koi của nhà anh Phương gồm có 3 ngăn. Ngăn đầu tiên là ngăn chổi và đèn UV, ngăn thứ hai là ngăn G-Max, ngăn thứ ba là ngăn bơm. Bơm nước trả về hồ qua hai hình thái là lên thác và thổi luôn. Sau khi hoàn thiện về vấn đề xử lý nước ở đây như là đánh muối, đánh vi sinh nè, đánh sủi xê thì hai anh em mình cùng hội ý là đo pH, thì pH của hồ rơi vào tầm 7.5, tiến hành là cho thả cá luôn anh em. Thì đây, như trên màn hình của anh em là hồ cá koi của nhà anh Vương mới vừa cho thả cá vào hồ. Thì về cơ bản thì các em đang còn rất là nhát, nằm đáy và tập kết hết về một cụm anh em, thấy người rất là sợ. Và đây là một biểu hiện rất là thường gặp đối với những cái hồ cá koi mới. Thì anh em cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Bên mình sẽ có những cái liệu pháp hỗ trợ anh em làm sao cho khắc phục. Các em cá koi mau sớm được dạng người hơn và khỏe mạnh. Thì sang mấy hôm sau, đây như trên màn hình của anh em á, các em cá koi trong hồ của anh Vương đang rất là khỏe và sung anh em ạ. Thì vừa rồi là những cái review chi tiết của mình xoay quanh cái mẫu hồ cá koi của nhà anh Vương ở tại Hòa Bình. Từ câu chuyện đi ống, xây hồ và hoàn thiện xử lý nước để thả cá, thì anh em có thể tham khảo qua mẫu hồ cá koi của nhà anh Vương để có thêm được một ý tưởng để co cho mẫu sân vườn của nhà anh em. Đến đây thì mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Đại diện kênh em xin gửi lời chúc tới anh Vương và gia đình của mình. Em xin chúc anh Vương và gia đình của mình luôn thật được sức khỏe và công việc làm ăn của anh luôn hanh thông, phát đạt và như ý anh nha. Nếu anh em thấy video này của mình hay và hữu ích thì anh em cho mình xin một like và một subscribe nha, để ủng hộ thêm tinh thần của mình, để mình làm thêm nhiều video hơn nữa về chủ đề sân vườn và hồ cá koi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hãy nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.